Kính chào quý vị bà con nông dân. Thưa quý vị và bà con, thực hiện nghị quyết số 26 NQTU ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nông nghiệp Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về quy mô, trình độ sản xuất, đảm bảo cuộc sống ấm no, vươn lên làm giàu cho người nông dân. Nông nghiệp Quảng Nam đang phát triển, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, năng suất chất lượng sản phẩm nâng cao, trình độ canh tác chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản với giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích tăng, có nơi đạt trên 100 triệu đồng trên một hecta. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Vâng, và với tinh thần đó, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 1930, 14 tháng 10 2021, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức chương trình tọa đàm xây dựng nền nông nghiệp Quảng Nam hiện đại, nông dân giàu có. Chương trình được diễn ra tại phim trường Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Và đến dự buổi tọa đàm hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Quang Bửu, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Minh Tâm, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Út, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam. Và đến với chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Việt Tính, hội viên nông dân xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Thưa quý vị và bà con nông dân, quán triệt và thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Những năm qua, tỉnh Quảng Nam tích cực đầu tư xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tỉnh ủy đã có kết luận số 699 về thực hiện quy hoạch và định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Những năm qua, nông dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng chủ trương dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hướng đến công nghệ cao. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư mua máy nông cụ hiện đại, phục vụ sản xuất, giải phóng sức lao động, góp phần làm thay đổi tập quán, phương thức canh tác lạc hậu, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng với cơ chế thị trường, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thăm canh, tăng năng suất cây trồng, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân theo phương thức sản xuất mới, tiến bộ hơn trước, biết cách tiếp cận với các loại cây trồng, con vật nuôi có năng suất chất lượng và giá trị kinh tế cao, mô hình chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, cách trang trại được phát triển một cách rộng khắp, khai thác được tiềm năng thế mạnh hợp lý của mỗi địa phương để phát triển kinh tế. Và nhiều hội viên nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn văn minh hiện đại hơn. Và để quý vị có cái nhìn khái quát hơn về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị theo dõi một phóng sự ngắn sau. Thời gian qua, Quảng Nam luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế vùng động lực đồng bằng, ven biển, vùng trung du miền núi, nhằm phát triển đồng bộ và bền vững giữa các địa phương trong toàn tỉnh. Đối với ngành nông nghiệp, tỉnh Quảng Nam đã có những chuyển biến rõ nét. Nếu như năm 2015, giá trị tổng sản phẩm nông lâm thủy sản là 5.980 tỷ đồng, thì đến năm 2020 đạt khoảng 7.350 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 4,21% trên một năm. Đã có nhiều doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư làm nông nghiệp công nghệ cao như công ty cổ phần tập đoàn TVT thực hiện dự án khu công nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Khu công nghiệp phục vụ nông lâm nghiệp Tam Anh Nam do công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco đầu tư ở huyện Núi Thành có diện tích hơn 451 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 8.000 tỷ đồng. Thực hiện nhiều chức năng nghiên cứu về giống, vật tư nông nghiệp, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ khép kín theo chuỗi sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến xuất khẩu. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang hoạt động hiệu quả. Mô hình sản xuất rau củ quả sạch theo hướng hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thành, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh. Anh em chúng tôi là trồng mô hình này thay phương pháp là trồng hữu cơ. Thì mục tiêu của anh em chúng tôi là tiếp tục phấn đấu để được sự tin tưởng của khách hàng cũng như thị trường. Đối với hộ làm kinh tế là hội viên nông dân, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc hiện đại, phục vụ sản xuất, giải phóng sức lao động, góp phần làm thay đổi tập quán, phương thức canh tác lạc hậu, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa,
thích ứng với cơ chế thị trường, cùng liên kết với nhau trong sản xuất kinh doanh. Đến nay tôi đã thành công và tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con quê hương là phải trên 20 lao động, rất là hiệu quả. Và cái năng suất và cái hiệu quả của tôi được cho thấy chứng minh là năm nào vụ nào tôi cũng thành công. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 331 QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Ban hành danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn bao gồm 20 dự án đầu tư được phê duyệt với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 130 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp tại Quảng Nam còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là các sản phẩm chế biến, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao nên rất cần sự đầu tư công nghệ hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại của Quảng Nam trong tương lai. Vâng, quý vị và các bạn vừa được theo dõi một phóng sự ngắn khái quát về sự vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người nông dân Quảng Nam vì một nền nông nghiệp Quảng Nam phát triển. Vâng, thưa ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông có đánh giá như thế nào về thực trạng nền nông nghiệp Quảng Nam hiện nay? Theo tôi thì với cái nền nông nghiệp mà ở Quảng Nam hiện nay, khi mà bước vào cái hiện đại thì cái điều đầu tiên thì tỉnh Quảng Nam đã có cái cơ chế để mà thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn vào phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao, đi vào thẳng hiện đại. Cái thứ hai thì so sánh bây giờ với nền nông nghiệp hiện đại thế giới thì nông dân của Quảng Nam cũng có rất nhiều cái cải tiến. Như phóng sự mà chúng ta vừa xem thì với cái diện tích canh tác mà thuần túy lâu nay thì nó đem lại cái giá trị mà khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào thì nó nâng lên cái giá trị rất cao. Tôi nghĩ rằng là với sự sáng tạo của nông dân Quảng Nam cộng với cái sự thu hút các tập đoàn doanh nghiệp lớn của toàn quốc cũng như thế giới vào Quảng Nam thì trong thời gian không xa cái sản phẩm nông nghiệp của Quảng Nam thì nó mang đậm cái chất là có yếu tố khoa học công nghệ, có cái gia tăng giá trị về trí tuệ ở cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta. Cái thứ ba thì cái thị trường rất là quan trọng. Hiện nay cái tỉnh Quảng Nam thì cơ cấu và phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch trong thời gian đấy có rất nhiều cái dự án mà phải nói là nhiều dự án mà thu hút rất nhiều khách nước ngoài về đây. Thì khi khách nước ngoài họ có nhu cầu sản phẩm của người ta thì nó phải organic này, phải có công nghệ này, phải sạch này. Thì với cái bước đi hiện nay của tỉnh Quảng Nam thì tôi tin trong một thời gian nữa thì sẽ đáp ứng được cái thị trường mà không những cung cấp cho tỉnh Quảng Nam mà cung cấp cho các tỉnh lân cận và thậm chí chúng ta hướng tới xuất khẩu. Vâng, xin cảm ơn ông. Còn thưa bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, về phía bà thì có đánh giá như thế nào về vai trò của cấp hội nông dân cũng như hội viên nông dân trong việc xây dựng nền nông nghiệp Quảng Nam hiện đại? Có thể nói là xây dựng một nền nông nghiệp Quảng Nam hiện đại, đây là một cái chủ trương mà được tỉnh ta đã đặt ra và hiện nay là đang trong cái quá trình triển khai thực hiện. Thì có thể nói là qua cái kết quả của hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới thì chúng ta thấy rằng cái bộ mặt nông thôn của chúng ta khởi sắc rất là nhiều. Đời sống của người nông dân của chúng tôi là chuyển biến rất là tích cực. Và cái kết quả này thì cũng thấy rằng đây là cái sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của cả hệ thống chính trị và trong đó là có vai trò chủ thể của người nông dân. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã tập trung đổi mới nội dung hình thức hoạt động của mình trên tất cả các cái lĩnh vực, các mặt công tác. Và bên cạnh đó thì hội của chúng tôi cũng đã hướng dẫn thành lập những cái tổ hợp tác, những cái mô hình kinh tế để bước đầu hỗ trợ giúp cho người dân là liên kết trong cái vấn đề sản xuất nông nghiệp, bước đầu hình thành một cái tư duy cho người nông dân để chuẩn bị cho cái việc mà sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, hướng đến một cái nền nông nghiệp phát triển hiện đại. Và với vai trò của người hội viên nông dân thì tôi cho rằng cái vai trò của người hội viên nông dân chiếm khoảng hơn 70%
trong cái việc mà xây dựng và phát triển nền nông nghiệp hiện đại trong giai đoạn hiện nay. Và với người nông dân thì tôi cũng nghĩ rằng họ cần phải có cái nguồn lực. Nguồn lực trước hết là nguồn lực về vốn, thứ hai là nguồn lực về sức lao động. Và họ cũng mạnh dạn khởi nghiệp, mạnh dạn đầu tư trên cái mảnh đất của Quảng Nam mình. Và nói như anh Bửu, có thể là phục vụ cho người khách nước ngoài, cũng như là phục vụ cho tỉnh Quảng Nam, các tỉnh lân cận của Quảng Nam, và có thể là xuất khẩu đi các cái nước mà ở thế giới. Thì tôi nghĩ như vậy, cái vấn đề của người nông dân là chiếm khoảng vai trò rất là quan trọng, chiếm hơn 70% trong cái việc mà xây dựng nền nông nghiệp hiện đại của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bà. Và thưa quý vị, nhu cầu của xã hội về các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao ngày càng tăng, thì điều này cho thấy là chúng ta cần phải xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, mà chắc chắn là phải thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và lĩnh vực nông nghiệp phải thu hút được sự quan tâm và đầu tư của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Việc tập trung tích tụ ruộng đất được dự báo triển khai mạnh mẽ để sản xuất sản phẩm hàng hóa, hợp tác liên kết trong sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn với vai trò tích cực và chủ động của người nông dân. Vâng, thưa ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông có đồng tình với quan điểm này không ạ? Và ngành nông nghiệp tỉnh nhà thì chủ động thực hiện việc này như thế nào thưa ông? Về cái góc độ của cái ngành nông nghiệp á, của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, cụ thể là Sở Nông nghiệp của Quảng Nam, thì có cái vai trò cũng như là có cái động thái mà chủ động ở trong cái việc tham mưu triển khai thực hiện trong cái tái cơ cấu ngành á, thì ở trong cái thời gian qua thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã triển khai làm được nhiều cái nội dung công việc cũng cụ thể như là cái thứ nhất á, là trong cái thời gian qua là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam là đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam là ban hành cái kế hoạch triển khai thực hiện cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam trong cái giai đoạn 2021-2025. Đồng thời thì Sở Nông nghiệp Quảng Nam cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam là trình tỉnh ủy cái nội dung của cái chuyên đề là phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn. Bên cạnh đó, là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đánh giá cái thực trạng về cái điểm mạnh, cái điểm yếu, cái cơ hội cũng như cái thách thức ở trong cái nền sản xuất nông nghiệp hiện nay, mà cụ thể là cái nền sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam, ở tỉnh nhà, là để xác định và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh là đã ban hành được cái danh mục về các cái sản phẩm chủ lực và các cái sản phẩm ưu tiên để phát triển. Và cái này thì trên cái cơ sở đó để khuyến khích các doanh nghiệp, các hợp tác xã và đặc biệt là khuyến khích người nông dân của tỉnh nhà là đầu tư vào cái lĩnh vực nông nghiệp. Và cũng trên cái cơ sở đó là Sở Nông nghiệp là cũng đã đề xuất là chuyển đổi cái ngành nông nghiệp của tỉnh nhà sang một cái hướng với những cái định hướng như là cái thứ nhất là chúng ta phải đẩy mạnh cái việc mà phát triển cái nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung chuyên canh. Trên cái cơ sở là chúng ta phải ứng dụng một cách tốt nhất, tranh thủ nhất cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, và đặc biệt là chúng ta phải tiếp cận và ứng dụng cái công nghệ cao vào sản xuất để là nâng cao cái chất lượng sản phẩm của nông nghiệp, để đảm bảo rằng là sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì cái đó là cái hướng đó là cái hướng là chúng ta cần phải làm. Cái thứ hai nữa là đẩy mạnh cái việc phát triển nông nghiệp hàng hóa, cũng phải dựa trên cái cơ sở là liên kết sản xuất, trong đó là có liên kết theo cái chuỗi giá trị. Và cái thứ hai nữa là liên kết bốn nhà, ở trong đó nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông, và có một cái sự liên kết này, có mối liên kết này để tạo ra một cái nền sản xuất nông nghiệp hắn phải đi theo được cái hướng là hiện đại và phải nói là hiệu quả và bền vững. Cái mặt thứ ba đó là nông nghiệp của Quảng Nam phải phát huy được cái thế mạnh về các cái tiềm năng, ví dụ tiềm năng về đất đai, tiềm năng về các cái vùng sinh thái, tiềm năng về các sản phẩm đặc hữu, đặc sản của tỉnh Quảng Nam, để mà chúng ta thu hút được các cái nhà doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư lớn, thậm chí là trong và ngoài nước, để đầu tư phát triển, tận dụng cái lợi thế của sản phẩm đặc hữu của tỉnh Quảng Nam để phát triển
là một cái phương hướng để phát triển cho nền nông nghiệp ở trong cái thời gian tới. Thưa quý vị, thưa ông Bùi Việt Tín là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đại diện cho nông dân Quảng Nam. Xin ông cho biết suy nghĩ của mình về vai trò của người nông dân trong việc xây dựng nền nông nghiệp Quảng Nam hiện đại. Theo tôi thì cũng một câu hỏi khó, vì ở lĩnh vực nông dân và như ý kiến của lãnh đạo của các anh thì đúng rồi, người nông dân là chúng ta cũng rất là cần cù. Mà theo quan điểm chúng tôi là mọi việc, đặc biệt như Quảng Nam chúng ta, thì tôi ghi nhận rằng một người nông dân mà không đam mê vào cái công việc của mình thì tôi nghĩ là không thành công đâu. Cho nên đưa ra một vấn đề gì phải có tính đam mê. Ví dụ tôi đam mê cây lúa thì tôi làm thành công, đam mê con gà tôi mới nuôi thành công. Như vậy thì theo ý tôi thì hiện nay trên cái lĩnh vực của tỉnh mình thì tôi thấy rằng cái quy mô về đất đai là còn chưa được mạnh. Ví dụ như có cái cánh đồng á, ta muốn có cái nông dân mà muốn làm giàu được ấy, thì tôi nghĩ là phải có sản phẩm hàng hóa. Mà không có sản phẩm hàng hóa thì không cách gì làm giàu. Mà không sản phẩm hàng hóa mà ruộng đất còn manh muốn quá thì làm ra có được. Chứ tôi nghĩ là theo hiện nay cái điều kiện đất nước mình, điều kiện Quảng Nam mình thì đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp thì không khó. Là chỉ máy móc chỉ hiện đại quá nhiều mà. Cho nên chỉ muốn trang trí hiện đại là phải đồ họa có cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng rộng. Nhưng cách đây mấy năm tỉnh mình cũng có chủ trương là dầu điền đổ thửa, nhưng mà mình dầu điền đổ thửa thời điểm đấy tôi cho là khó, nhưng mà nếu thời điểm bây giờ mà dầu điền đổ thửa là rắc gì. Tôi có cái suy nghĩ như vậy. Cho nên một người nông dân cũng bấm đất bấm ruộng cũng lâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng muốn làm giàu như theo cái tiêu chí hôm nay mà đề ra thì tôi nghĩ cái đất đai là cái một trong những cái yêu cầu cần thiết nhất. Chứ để còn manh mún thì không thể làm giàu được đâu. Cho nên hiện nay thì tôi nghĩ là cái bố trí lại sản xuất, bố trí lại cái việc mà chăn nuôi là một điều rất khó. Cho nên chắc chắn rằng lãnh đạo của tỉnh rồi các cấp các ngành cũng đã quan tâm việc này rồi. Thì tôi nghĩ là tương lai thì chúng ta sẽ làm được. Cho nên Bác Hồ nói là dễ trăm lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng sao. Thì tôi nghĩ rằng nếu như cái hướng đi lên của tỉnh ta theo cái mô hình này thì tôi là người nông dân sẵn sàng ủng hộ. Vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của bác. Thưa quý vị và bà con, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, cơ khí, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp sẽ là phần không thể thiếu để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại. Vậy xin được hỏi ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã có những cơ chế chính sách gì để cho những người làm nông nghiệp tiếp cận lĩnh vực nêu trên thưa ông? Tỉnh thì cũng có rất nhiều cơ chế, và phải nói là tỉnh Quảng Nam cũng nông nghiệp cũng đóng góp một vấn đề phát triển kinh tế rất là quan trọng, cụ thể và đặc biệt là sự an dân và kinh tế người dân. Hiện nay tỉnh Quảng Nam đã có mới nhắc đai thì nếu tính sơ sơ là ngay có 6 cái cơ chế mà liên quan trực tiếp đến người nông dân, hộ nông dân. Tôi có thể kể ra như thế này. Thứ nhất là một cơ chế thu hút doanh nghiệp. Quyết định năm 22 đây một cơ chế cũng rất là thông thoáng, là những doanh nghiệp mà vào phát triển nông nghiệp tại Quảng Nam sẽ có cái hỗ trợ bằng cụ thể, bằng kinh phí, đó, bằng đất đai. Là thứ nhất. Cái thứ hai là cái cơ chế phát triển hỗ trợ cho hợp tác xã, là cái cơ chế này cũng được Hội đồng Nhân dân vừa thông qua nghị quyết. Cơ chế thứ ba đó là cơ chế về kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Thì một hộ dân có 1.000 mét vuông đất thôi thì sẽ được hỗ trợ cụ thể về cây giống, con vật nuôi, rồi thậm chí về nước tưới, vân vân. Và cơ chế tiếp theo đó là cái cơ chế về chuỗi giá trị, nghĩa là người nông dân chúng ta sẽ được hỗ trợ khi chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị, nghĩa là từ sản xuất tới người tiêu dùng theo một chuỗi giá trị thì sẽ được hỗ trợ cụ thể. Và cái cơ chế thứ năm đó là cái cơ chế về sắp xếp dân cư. Thì cơ chế này nghị quyết Hội đồng Nhân dân thì thông qua gần 1.000 tỷ lận hỗ trợ cho bà con sắp xếp lại
nhà cửa, vườn tược, khu sản xuất, khu chăn nuôi. Và cái cơ chế thứ sáu đó là cơ chế hỗ trợ cho cái thủy lợi nhỏ cho những hộ, những nhóm hộ. Thì tôi nghĩ rằng là không muốn so sánh ở đây, nhưng mà tỉnh Quảng Nam đã có rất nhiều cơ chế cụ thể để hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân Quảng Nam chúng ta. Và tôi tin rằng trong một thời gian đấy thì các cơ chế này sẽ đi vào thực tế và người dân dân chúng ta sẽ được hưởng lợi để mà phát triển những sản phẩm của mình. Vâng, như vậy thì và như hiện nay thì Quảng Nam đã có bao nhiêu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đầu tư trang thiết bị sản phẩm công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp mà ngành cũng đã hướng dẫn giới thiệu tạo điều kiện cho họ như thế nào, thưa ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn? Thứ nhất là về cái tình hình mà các doanh nghiệp cũng như các hợp tác xã là đầu tư vào cái lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam á, thì trước mắt là chúng tôi thông tin như thế này. Thì trong cái những cái năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2016 đến nay đó, là tỉnh của chúng ta cũng đã thu hút được các doanh nghiệp cũng như là cái nội lực của tỉnh nhà đứng về phía địa phương là hợp tác xã hay hộ nông dân là cũng đầu tư mạnh vào cái nông nghiệp. Thì đến hiện tại đó, là Quảng Nam có hơn 130 cái doanh nghiệp đầu tư vào cái lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh ta. Ở trong đó mới là mà đặc biệt á, là có hiện giờ là chúng ta có 13 cái doanh nghiệp mà đầu tư phát triển trong cái lĩnh vực sâm ngọc linh. Thì như chúng ta đã biết thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt, bởi vì đây là một cái sâm ngọc linh là một cái sản phẩm đặc hữu của tỉnh của chúng ta, là một cái thế mạnh, và nó cái sâm ngọc linh là cũng được mà công nhận là cái sản phẩm quốc gia và cũng được phong tặng là cái quốc bảo. Đó là một cái tín hiệu rất là vui. 120 cái doanh nghiệp còn lại thì đầu tư vào các cái lĩnh vực khác ở trong cái ngành nông nghiệp về mặt thủy sản, lâm nghiệp và nông nghiệp nói chung. Thì ở trong các cái doanh nghiệp mà đầu tư phát triển ở Quảng Nam hiện nay đó, nói về cái góc độ mà đầu tư theo cái hướng là ứng dụng cái công nghệ cao á, thì cũng theo sự chúng tôi nó ghi nhận được á, là đến bây giờ là chúng ta có tổng cộng là 17 cái dự án đầu tư vô nông nghiệp, đầu tư vô lĩnh vực sản xuất và chế biến theo ứng dụng cái công nghệ cao. Ở trong đó thì có 8 cái doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, 8 cái dự án đã đi vào hoạt động. Ở đây có một cái vấn đề đặc biệt là trong 8 cái doanh nghiệp mà đã hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao á, thì nó có 6 cái doanh nghiệp là về hình thức là công ty, và có đặc biệt có 2 cái hợp tác xã cùng ứng dụng đầu tư vô lĩnh vực công nghệ cao. Cái tình hình đầu tư ở trong cái lĩnh vực công nghệ cao đối với tỉnh của chúng ta là như vậy. Còn đối với những cái động thái cũng như cái hướng dẫn hay là cái xúc tiến đối với lại của ngành nông nghiệp, hay nói là cái chỗ ngành nông nghiệp đã có cái vai trò cũng như là đã thể hiện những cái công việc để hỗ trợ cũng như là xúc tiến trong cái việc đầu tư, đặc biệt là đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong cái thời gian qua đó, là nó ở có cái mặt như thế này. Cái thứ nhất là sở đã đề xuất cái định hướng đó là quy hoạch phát triển có cái vùng là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, rồi có cái vùng có cái khu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, rồi phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, vân vân. Thì đó là, và hiện tại nó thì chúng ta đã định hướng quy hoạch được có cái vùng và có cái khu, là chúng ta có 8 cái vùng và 8 cái khu để mà nó ứng với lại các cái lĩnh vực phát triển trong nông nghiệp, nó phù hợp kể cả về mặt thủy sản, kể cả về mặt lâm nghiệp cũng như là cái mặt trồng trọt chăn nuôi trong nông nghiệp nói chung. Trong đó cũng rất chú trọng đến phát triển cái cây dược liệu, trong đó có cây sâm ngọc linh. Còn về cái vấn đề mà hướng dẫn cũng như tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như các hợp tác xã hay người dân là nông dân là để tiếp cận với lại cái vấn đề công nghệ cao, thì sở đó là cũng đã tạo một cái điều kiện hướng dẫn, rồi cũng tạo điều kiện mà để cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã tiếp cận với cái cơ chế chính sách mà của tỉnh đã ban hành. Trong đó nó có nhiều cái cơ chế chính sách như
đồng chí Hồ Văn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa trao đổi. Và ở trong đó đặc biệt là chúng ta có cái cơ chế chính sách, tức là cái nghị quyết số 45 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cái cơ chế khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào cái lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Quảng Nam. Thì cũng qua cái cơ sở mà vận dụng cái cơ chế chính sách của tỉnh thì sở đã hướng dẫn và cũng như là tạo cái điều kiện tiếp cận, thì có nhiều cái hợp tác xã, có nhiều cái doanh nghiệp đã đầu tư và hoạt động, đã đi vào hoạt động trong cái lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cũng như chế biến. Nó phản ánh được cái tình hình mà thu hút đầu tư trong cái lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam. Đó là một bước phát triển mà tôi thấy là trong thời gian qua là phát triển khá tốt. Thưa quý vị và bà con nông dân, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại không ngoài mục đích tạo ra sản phẩm hàng hóa nhiều hơn, chất lượng hơn, đủ khả năng cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích và để cho người làm nông nghiệp cũng như người nông dân có được cuộc sống tốt hơn, có thể làm giàu từ nông nghiệp. Tuy nhiên, cá nhân tôi cũng như nhiều người trong đây, chúng ta đang nói đến nền nông nghiệp hiện đại, nhưng nền nông nghiệp truyền thống của chúng ta có một câu mà về vùng nông thôn chúng ta nghe rất là quen, đó là được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Đó là một vấn đề mà đã tồn tại khá là lâu nay, nhưng mà đến bây giờ câu chuyện mà chúng ta đang nói về xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại thì thưa bà Lê Thị Minh Tâm, vấn đề này chúng ta cần giải quyết như thế nào để cho bà con yên tâm ạ? Vâng, có thể nói là cái câu chuyện được mùa rớt giá và được giá thì mất mùa của người nông dân là luôn xảy ra. Và có thể nói đây như là một cái nỗi ám ảnh đối với người nông dân của chúng tôi. Đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa qua, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid rất là lớn. Không chỉ gì nông dân của Quảng Nam chúng ta không đau, mà nông dân của cả nước cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Và khi chứng kiến những người nông dân mà sản phẩm của họ làm ra không tiêu thụ được, hoặc tiêu thụ với cái giá rẻ mạt, hoặc là phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, vào thị trường, có thể là chặt bỏ, thì chúng tôi rất là đau xót. Và cái vấn đề này nó lặp đi, lặp lại rất là nhiều lần và rất là nhiều năm. Tôi nghĩ rằng cái yếu tố này là cái yếu tố thị trường là quyết định vấn đề này. Cái thứ hai ngoài cái yếu tố thị trường thì có thể nói là ngoài cái thị trường ra thì có thể nói là cái cung nó vượt cái cầu, cung vượt cầu. Do vậy mà sản phẩm của người nông dân mình làm ra là khó tiêu thụ hoặc là không tiêu thụ được. Để giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ rằng phải có sự vào cuộc đồng bộ và một cách quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, của tất cả các địa phương, mà đặc biệt là trong đó cái vai trò của nhà nước. Thứ hai nữa là phải kể đến vai trò chủ thể của người nông dân. Như lúc nãy tôi nói, nông dân quyết đến 70% trong cái vấn đề phát triển nông nghiệp và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại. Ở đây nói đến nhà nước thì với tỉnh Quảng Nam của chúng ta cũng đã có cái quy hoạch về phát triển nông nghiệp. Chúng ta quy hoạch từng vùng miền cụ thể trồng cây gì, nuôi con gì, ở những địa phương nào, và nó phù hợp với lại điều kiện khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng của chúng ta, cũng như là phù hợp với lại cái tình hình biến đổi của khí hậu. Có lẽ là trong các cái diễn đàn thì đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thường hay định hướng với nông dân của chúng tôi, tức là ở mỗi vùng miền, ví dụ miền núi là phải xác định cái cây chủ lực là cái cây gì, con chủ lực là con gì, đồng bằng cũng như vậy, rồi vùng ven biển cũng như vậy. Chúng tôi coi đó như là một cái cẩm nang rất là tốt trong cái công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân của mình. Và như lúc nãy tôi nói, thì tỉnh Quảng Nam đã có cái quy hoạch rất cụ thể từng vùng từng miền. Thì bây giờ tôi cũng mong muốn rằng là mình phải có một cái cơ chế, nhiều cơ chế để triển khai thực hiện cái quy hoạch đúng như cái quy hoạch mình đã thực hiện. Có như vậy thì mới khắc phục được cái tình trạng mà sản xuất nhỏ lẻ manh mún của mình. Chúng ta đi đến sản xuất hàng hóa lớn, chúng ta có sự liên kết, kết nối thì lúc đó mới giải quyết đầu ra cho sản phẩm của người nông dân một cách ổn định và bền vững được. Cái thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng cái cơ chế thu hút đầu tư, cái doanh nghiệp đầu tư vào đây. Thì vừa qua chúng ta cũng đã thu hút rất là nhiều doanh nghiệp. Và để hướng đến một cái nền nông nghiệp lớn, để giải quyết được vấn đề căn cơ trong cái đầu ra của sản phẩm nông nghiệp và loại bỏ đi cái việc mà cái câu chuyện mà được mùa mất giá, được giá mất mùa của người nông dân, thì cái vấn đề của nhà nước hết sức là quan trọng, cái vấn đề của doanh nghiệp. Và như anh Út đã nói, tức là mình đã thu hút những doanh nghiệp lớn, ví dụ như ở đây chúng ta thu hút được cái Thaco đã đầu tư gần
500 hecta ở trong khu công nghiệp của Chu Lai, thì tôi nghĩ rằng nếu Thaco mà đầu tư được thì những cái đơn vị, những cái địa phương lân cận sẽ làm vệ tinh cho Thaco, và có như vậy thì chúng ta mới sản xuất nên cái hàng hóa lớn được. Và bên cạnh thu hút những doanh nghiệp lớn, tôi nghĩ rằng những cơ chế chính sách cũng cần phải đầu tư quan tâm nhiều hơn nữa đến các cái hợp tác xã, đến các cái tổ hợp tác. Thì chúng ta cũng không quên đi cái việc thu hút những con đại bàng lớn, cũng không quên đến những cái con chim sẻ nhỏ. Và tôi nghĩ rằng những cái hợp tác xã, những cái tổ hợp tác này chính là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn, mà là bà đỡ cho nông dân của chúng tôi và giúp trong cái việc mà tiêu thụ sản phẩm hàng hóa rất là lớn và rất bền vững. Cái điều quan trọng nữa đối với nhà nước thì tôi nghĩ rằng với cái vai trò của nhà nước cũng cần phải định hướng, cần phải tư vấn và cần phải có cái dự báo thị trường cho người nông dân của chúng tôi biết. Thì tôi nghĩ cái vai trò của thị trường định hướng rất là lớn. Và như lúc nãy tôi nói ban đầu, thì cái vai trò của người nông dân là chiếm hơn 70% để quyết định. Thì bây giờ là cái người nông dân của chúng ta hết sức quan trọng, như bác Việt Tiến cũng đã nói. Và người nông dân, ngày xưa tôi nhớ có một câu là không học thì đi làm nông dân. Nhưng mà nếu nông dân trong giai đoạn hiện nay không phải là dễ, đúng không bác Tính? Không phải là dễ. Làm nông dân bây giờ ngồi cái sự tâm huyết, cái sự trách nhiệm với nông nghiệp, với bản thân của mình, thì tôi nghĩ rằng cũng phải được đào tạo một cách bài bản, từ cái chuyên môn cho đến mà cái kiến thức khoa học kỹ thuật, phải mạnh dạn, phải nắm bắt những kiến thức và cũng phải ứng dụng vào trong cái sản xuất, trong chăn nuôi của mình. Và bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn 4.0 hiện nay, người nông dân cũng phải linh hoạt, cũng phải nhạy bén, cũng phải tự bản thân mình tìm kiếm liên kết, kết nối thị trường để tiêu thụ sản phẩm cho chính bản thân mình và cho xã hội. Sản phẩm của người nông dân làm ra thì không chỉ là bán cho cái thị trường truyền thống như lúc trước, mà bây giờ là chúng ta cũng cần phải kinh doanh online, cũng cần phải đưa cái sản phẩm của mình lên các sàn giao dịch thương mại, các sàn giao dịch điện tử để chúng ta liên kết, kết nối và đưa cái sản phẩm ra thị trường. Tôi nghĩ hai cái vấn đề đó là rất quan trọng. Và đặc biệt Quảng Nam của chúng ta cũng ảnh hưởng rất là lớn qua bốn cái đợt đại dịch Covid-19. Thì với hội thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động, định hướng, chỉ đạo cho các cấp hội tổ chức thực hiện là hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn cho người nông dân tiêu thụ cái sản phẩm mà bị ứ đọng. Thì đương nhiên là khó không nhiều, ví dụ như thịt gà, rồi trứng, rồi rau củ quả các loại, nhưng mà không nhiều. Và đây là một cái giải pháp tình thế trong một cái giai đoạn. Chứ còn cái mong muốn cái được cái giải quyết, quyết được cái bài toán này lâu dài, có thể nói là phải vai trò của nhà nước và vai trò của người nông dân là chính trong đó. Và cái điều mong muốn nhất của tôi là nhà nước, nông dân và các cái đơn vị doanh nghiệp phải phối hợp cái liên kết mạnh mẽ giữa bốn nhà thì mới giải quyết được vấn đề đó. Và tôi tin tưởng là cái câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa của người nông dân sẽ hạn chế bớt, sẽ không còn nữa. Và chúng ta hướng đến như thế nào đó để đạt là được mùa, được giá và được nông dân. Vâng. Và tôi nghĩ đó là câu chuyện mà chắc chắn chúng ta sẽ làm được với cái cách mà các cấp chính quyền, các cấp hội đều quan tâm đến bà con nông dân như hiện nay. Thì cũng như trên các kênh thông tin truyền thông thì chúng tôi cũng luôn luôn có rất là nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan mà cung cấp kiến thức cho bà con nông dân. Và bà con nông dân như bà Lê Thị Minh Tâm vừa chia sẻ thì bây giờ không thuần tí chỉ là người làm nông, và chúng ta phải luôn luôn cập nhật kiến thức và biết rất là nhiều để chúng ta có thể phối hợp với các cấp chính quyền và phát triển một nền nông nghiệp hiện đại theo kịp xu hướng mới của thị trường. Vâng, và thưa quý vị, nông dân là lực lượng đông đảo trong xã hội. Họ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, lao động cần cù sáng tạo, luôn khát vọng vươn lên làm giàu, không cam chịu đói nghèo. Và vai trò chủ thể của nông dân đã và đang từng bước thể hiện rõ trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Và để giúp quý vị có thể thấy rõ hơn về đời sống của hội viên nông dân cũng như sự vươn lên làm giàu của họ, chúng tôi mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Gia đình. Thông qua cái việc đào tạo nghề, tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật,
thì nông dân đã áp dụng vào trang trại, gia trại, mô hình VOC và sản xuất chăn nuôi và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trang đó đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Nhiều mô hình nông dân làm giàu xuất hiện ở cơ sở, có sức lan tỏa trong hội viên nông dân. Với tinh thần làm bà đỡ, Hội Nông dân tỉnh cũng như Hội Nông dân các cấp đã giao vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân cơ sở để giải ngân cho bà con nông dân vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nhờ sự tiếp sức của tổ chức hội, nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất vươn lên làm giàu. Đối với hội nông dân mà sản xuất làm ăn có hiệu quả thì hội nông dân sẽ sẵn sàng hỗ trợ nguồn vốn cho các hội viên này đáp ứng với nhu cầu cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững hơn. Có thể nói phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu là cốt lõi để nông dân trở nên giàu có. Gần 155.000 hộ nông dân đăng ký tham gia và có 81.900 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là hạt nhân để làm thay đổi đời sống nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại. Vâng, quý vị và các bạn vừa theo dõi một phóng sự về sự vượt khó vươn lên làm giàu của bà con nông dân. Vâng, thưa bác Bùi Việt Tính, là hội viên nông dân thì bác nhận thấy được sự đổi thay trong đời sống cũng như ngày càng giàu lên của người nông dân như thế nào ạ? Theo mà cái người nông dân hiện nay mà, thì rõ ràng nhìn quá khứ thì nếu xa xưa trước thì cách đây 4 mấy năm, mà gần nhất là thời kỳ đổi mới, thì lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của chúng ta đổi mới rất nhiều. Chứ không phải là rất là nhiều. Nhưng mà giữa cái đổi mới đi đôi với cái hiện đại thì cái nông nghiệp hơi bị chậm. Chứ thực tế ra thì hiện nay mà cái sản phẩm hàng hóa thì có cái ngành khác thì mạnh rồi đó. Mà ngành nông nghiệp mình cứ nó hòa nhưng mà cũng chưa mạnh được, chứ rất đổi mới. Chứ vì người nông dân hiện nay họ nó tha thiết với ruộng đồng, mà chơi họ tha thiết với ruộng đồng với điều kiện á, tôi nghĩ là họ nhìn máy móc cái là họ không có cái cách gì mà họ không đam mê. Nhưng mà anh đam mê thì anh mới làm được. Cho nên chuyện nông nghiệp nông thôn á, thì như lĩnh vực của Tam Kỳ thì chúng ta vào lĩnh vực Quảng Nam mình á, thì đặc biệt như mấy cái huyện ngoài thì cái phát triển lớn rất là phát triển chứ không phải là dừng lại. Nhưng mà riêng các cái vùng, ví dụ như cái vùng Tâm Thang của chúng tôi á, thì hiện nay nông nghiệp nó thiệt với các với nông dân tất cả với bà con á, thì vùng cát. Cho nên nếu tập trung mà đầu tư nông nghiệp vùng có thì rõ ràng không cách gì mà thắng lại được. Cho nên tôi cũng có cái tha thiết rằng đổi mới thì mạnh dạn, nhưng mà riêng vùng có thì nên quy hoạch vùng cây trồng rau là phù hợp, chứ cây lúa là không phù hợp rồi. Cho nên đổi mới vùng rau. Cho nên tôi cũng muốn rằng từ đổi mới đó thì nhìn trong tỉnh thì cũng rất là mạnh, nhưng mà riêng vùng Tâm Thang chúng tôi thì cũng còn chưa được mạnh lắm. Cũng mong muốn rằng chủ trương của nhà nước cấp tỉnh rồi cấp thành phố quan tâm hơn. Cảm ơn những chia sẻ của bác. Và có thể nói là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào lớn được Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam triển khai rộng khắp đến các cấp hội, và các cấp hội cũng đã giúp cho nông dân Quảng Nam thoát nghèo bền vững, vươn lên có kinh tế khá giàu. Vâng, thưa ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông đánh giá như thế nào về phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần phát triển kinh tế của tỉnh nhà thưa ông? Hiện nay trên toàn tỉnh Quảng Nam chúng ta là có hơn 140.000 nông dân giỏi. Mà theo cái thực tế thì tôi thấy một nông dân giỏi có khả năng á, là hỗ trợ giúp đỡ cho 50 đến 100 cái hộ nông dân khác bằng nhiều hình thức. Thứ nhất là tôi thấy họ sản xuất giỏi rồi, họ sẽ hỗ trợ bà con cùng phải sản xuất giỏi. Cái thứ hai là sản xuất giỏi rồi nhưng mà đã giỏi rồi thì thường thường họ lại bán cái sản phẩm của họ cũng rất là giỏi. Thì tôi thấy là với một hộ nông dân giỏi thì chắc chắn là kéo theo cỡ 50 đến hàng trăm hộ nông dân tiếp làm ăn tốt với họ tiếp theo. Chính vì vậy mà chủ trương của tỉnh á, thì rất mong các cấp các ngành vào hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa những cái hộ mà sản xuất giỏi bằng nhiều hình thức. Vừa rồi ví dụ như kinh tế vườn, kinh tế đăng trại là
hỗ trợ nghị quyết Hội đồng Nhân dân vừa ký xong á, thì cũng ưu tiên hỗ trợ những cái hộ mà theo tôi nghĩ là những hộ sản xuất giỏi. Cái thứ hai thì những hộ sản xuất giỏi này theo tôi nhận thấy là người ta họ rất thích ứng với khoa học kỹ thuật và rất thích ứng với gọi là công nghiệp 4.0 mà hiện nay gọi là chuyển đổi số. Thì với cái vào cuộc của hơn 140.000 hộ nông dân giỏi này mà đồng loạt sản xuất giỏi này, đồng loạt sản xuất ra bền vững này, đồng loạt sản xuất sạch này, bằng nhiều cái sản phẩm mà theo định hướng của tỉnh. Cái thứ hai nữa là tham gia vào khoa học kỹ thuật này, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tham gia vào chuyển đổi số thì tôi tin rằng là chắc chắn Quảng Nam mình là một trong những nơi mà sản xuất ra nhiều cái sản phẩm mà nổi tiếng trong vùng, nổi tiếng của Việt Nam mà thậm chí ra nước ngoài. Vâng, xin cảm ơn ông Hồ Quang Vũ. Thưa quý vị và bà con nông dân, với chủ trương của Đảng, các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự đồng hành của các cấp các ngành mà trực tiếp là hội nông dân đã giúp cho nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu. Xin được hỏi bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trong những năm qua, hội nông dân các cấp đã có những chính sách gì hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh, thưa bà? Có thể nói rằng là với cái chức năng nhiệm vụ của một tổ chức chính trị xã hội đại diện và chăm lo bảo vệ cái quyền và lợi ích cho hội viên nông dân. Và như lúc nãy tôi nói thì trong thời gian gần đây, hội của chúng tôi cũng đã tập trung đổi mới cái nội dung và cái hình thức hoạt động của mình. Và với hội nông dân thì chúng tôi rất lợi thế là chúng tôi đã có trung tâm dạy nghề và hỗ trợ các cái dịch vụ cho nông dân. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đẩy mạnh thực hiện được các cái dịch vụ này và được người nông dân là đồng tình hưởng ứng và tham gia rất là tích cực. Có thể kể đến một số cái dịch vụ như chúng tôi liên kết với những nhà máy sản xuất phân bón để mà cung ứng phân bón trả chậm cho người nông dân. Tức là người nông dân thì mua chịu đầu vụ, có nghĩa là mua nợ phân bón đầu vụ và đến cuối vụ thì người ta mới trả tiền. Thì người ta thuận lợi trong cái việc mà nếu có thể họ không có tiền, họ cũng có phân bón để mà sản xuất. Cái thứ hai đó là về chất lượng phân bón thì cũng đảm bảo đến với người nông dân và cũng phù hợp với cái điều kiện đất đai và thổ nhưỡng ở cái Quảng Nam của chúng ta. Cái thứ ba nữa là cũng tiết kiệm được cái một phần chi phí cho người nông dân của chúng tôi. Ví dụ năm vừa qua do ảnh hưởng dịch bệnh, giá phân bón rất là tăng. Nhưng mà đối với những người nông dân sử dụng cái dịch vụ của chúng tôi, được chúng tôi cung ứng cái phân đó thì giá rất là ổn định. Người nông dân rất là vui. Và cũng có thể nói là một phần là nó đảm bảo trong cái việc mà lợi nhuận trong sản xuất của người nông dân. Cái thứ hai, bên cạnh cái việc mà cung ứng giống cây trồng thì chúng tôi cũng cung ứng cái phân bón thì chúng tôi cũng đã tiến hành cung ứng các loại giống cây trồng để mục tiêu là đảm bảo cái cây trồng đúng, đảm bảo cái chất lượng cho người nông dân của chúng tôi khi mà trồng trọt ở các cái khu vực, đặc biệt là cái khu vực miền núi. Và ngoài ra thì còn cung ứng thêm là các loại máy nông cụ để cung cấp cho người dân và người dân ứng dụng đưa vào trong sản xuất nông nghiệp của mình. Cùng với lại các cái dịch vụ đó thì phải nói rằng là chúng tôi cũng đẩy mạnh liên kết trong cái việc mà thực hiện hỗ trợ cái nguồn vốn cho người nông dân vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Có thể nói là trong giai đoạn này là cái nhu cầu về vốn của người nông dân rất là lớn. Chúng tôi cũng đã liên kết tốt với lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là Ngân hàng Chính sách Xã hội chuyển tải một nguồn vốn rất là lớn phục vụ cho người nông dân. Ngoài ra đối với hội nông dân thì chúng tôi cũng có quỹ hỗ trợ nông dân. Mặc dù là có số tiền thì không nhiều, khoản quản lý khoảng hơn 100 tỷ, nhưng đây cũng phải nói là cái nguồn mà hỗ trợ cũng đóng góp cũng động viên rất là lớn cho cán bộ hội viên nông dân của chúng tôi để phục vụ cho cái sản xuất. Và vấn đề quan trọng nữa bên cạnh là liên kết với những ngân hàng của nhà nước thì vừa qua chúng tôi cũng liên kết thêm với Ngân hàng Thương mại, tức là Ngân hàng Cổ phần Liên Việt, để tạo thêm một cái kênh cho người nông dân vay vốn. Có nghĩa là bằng nhiều hình thức chúng tôi hỗ trợ cho người nông dân và mục tiêu để làm sao đó thuận lợi nhất cho người nông dân và người nông dân gắn bó với tổ chức hội và tổ chức hội đảm bảo là đem lại cái quyền chăm lo thực sự cái cuộc sống một phần nào đó cho người nông dân của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn bà Lê Thị Minh Tâm. Còn về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thưa ông Trần Út, tôi muốn biết quan điểm của ông là ngành nông nghiệp phải có những động thái gì để hỗ trợ cho nông dân, để họ được làm giàu từ nông nghiệp, thưa ông? Nếu như chúng ta muốn làm giàu và khó lên từ cái ngành nông nghiệp, thì chúng ta phải khẳng định rằng là trừ chỉ có cái con đường là chúng ta phát triển sản xuất nông nghiệp theo cái hướng hàng hóa,
theo cái hướng và ứng dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao để tạo ra được cái năng suất, cái chất lượng sản phẩm nó cao, thì chúng ta mới nói đến cái chuyện mới có cái tính khả thi trong cái làm giàu từ cái ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó nữa, thì cái việc sản xuất nông nghiệp đó là không phải nói như chúng ta đã trao đổi cái nội dung mà ở trong buổi hôm nay á, là sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo cái tính an toàn và phải có hiệu quả. Có nghĩa rằng là chúng ta sản xuất nhưng mà chúng ta phải có cái liên kết, các liên kết theo chuỗi giá trị để đảm bảo cái việc mà sản xuất và cung ứng. Về cái nghiệp vụ chuyên môn, về cái lĩnh vực chuyên môn của ngành nông nghiệp của tỉnh đó, thì bên cạnh những cái việc tôi vừa nói đó, là nó sẽ có những cái việc mà cần phải làm tốt hơn nữa, là đó là cái công tác khuyến nông. Phải đẩy mạnh cái công tác khuyến nông là chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đến với người dân, đến với các địa phương bằng nhiều hình thức, nhưng phải đảm bảo được là cái tính phù hợp và tính hiệu quả. Xin cảm ơn ông Trần Út. Vâng, và về phía tỉnh ủy thì cũng đã có kết luận số 699 về thực hiện quy hoạch và định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Vậy thưa ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông cho biết là kết luận này sẽ có tác động như thế nào đến việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại Quảng Nam? Theo tôi thì sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh thì đã từ cái thực tế, tôi nghĩ rằng là từ năm 2021 đến 2025 thì chắc chắn là với nhiều cái nghị quyết của tỉnh ủy, của hội đồng nhân dân và các quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh thì chắc chắn sẽ đem lại một cái luồng khí mới cho cái sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam. Và nói thẳng là khả năng những cái việc này nó sẽ đem lại cái, theo tôi nghĩ là đem lại cái giá trị thực cho người nông dân chúng ta bằng những cái ứng dụng khoa học công nghệ, bằng những thu hút các doanh nghiệp, bằng những sản phẩm, những cái sản phẩm nông nghiệp bền vững, bằng những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đưa ra thị trường có thương hiệu, thì tôi tin rằng 5 năm sau Quảng Nam chúng ta sẽ có một cái người dân của Quảng Nam làm nông nghiệp sẽ có mức thu nhập cao hơn. Vâng, xin cảm ơn ông Hồ Quang Bửu. Và thưa ông, vấn đề cuối cùng là nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, thì ông có lời nhắn nhủ gì đến các cấp hội nông dân cũng như bà con hội viên nông dân, và cũng như có thể cho biết thêm là trong thời gian tới thì về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có những cái chính sách cụ thể gì để hỗ trợ bà con nông dân trong việc tiến đến xây dựng một nền nông nghiệp Quảng Nam hiện đại, thưa ông? Nhân cái ngày kỷ niệm rất là vinh dự của Hội Nông dân 91 năm, thì thay mặt Ủy ban tỉnh thì tôi xin chúc Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam càng ngày càng phát triển mạnh mẽ và luôn luôn là một chỗ dựa rất là vững chắc cho người nông dân tỉnh Quảng Nam. Qua đây thì tôi cũng muốn trao đổi với Hội Nông dân thêm một số ý. Thứ nhất là tôi cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam có cái sự liên kết chặt chẽ với Hội Nông dân Trung ương cũng như Hội Nông dân các tỉnh bạn để có những cái tranh thủ những cái gì mà nó mới lạ, nó hiệu quả cho người nông dân thì đem về Quảng Nam và tham mưu và giúp cho người tham mưu Ủy ban tỉnh và giúp cho người cái Hội Nông dân của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cái thứ hai tôi cũng đề nghị là hội có cái phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, và tôi cũng trực tiếp chỉ đạo các cái cơ quan ban ngành cụ thể như Sở Nông nghiệp, Liên minh Hợp tác xã và những nghề, ngành nghề cũng như huyện thị phối kết hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, làm sao đó chúng ta thành một khối đoàn kết, và cái mục tiêu của chúng ta là hướng tới người nông dân chúng ta, đem lại cái giá trị cao hơn cho người nông dân chúng ta. Cái thứ ba thì tôi cũng đề nghị là cụ thể là cái việc Hội Nông dân cũng mạnh dạn chuyển đổi số để làm sao đó mỗi hội nông dân mà khi vào cái Smart Quảng Nam có hội nông dân trong đó, và người ta cần cái gì liên quan đến
nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì hội nông dân, cái người nông dân sẽ được thụ hưởng cái thông tin này, và tôi tin là trong thời gian ngắn hội nông dân sẽ làm được việc này. Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Và thưa quý vị và bà con, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có chính là mục tiêu, là mong muốn của Đảng và Nhà nước, làm sao để người nông dân thực sự làm giàu trên chính mảnh ruộng của mình. Và chương trình tọa đàm xây dựng nền nông nghiệp Quảng Nam hiện đại, nông dân giàu có xin được khép lại tại đây. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã đến tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.